Ok, hello, xin chào các bạn, chào mình là Ngọng Bé TV đây. Thì ngày hôm nay Ngọng quay trở lại rồi này làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tôi quay trở lại làm thêm một video về vẽ. Hôm nay thì Ngọng sẽ vẽ một nhân vật ở trong một bộ phim mà Ngọng rất là thích luôn. Và Ngọng làm theo comment của một bạn đó chính là vẽ cô dâu ma. Đó, các bạn cũng có thể xem phim này, có thể search trên Google là cô dâu ma, phim cô dâu ma nó sẽ ra nha. Đó, thì trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, mọi người hãy nhớ để lại cho Ngọc một like, một share, một đăng ký. Đừng quên ấn nút chuông bên cạnh đây là Ngọc có vẽ nha. Và cũng đừng quên qua kênh Tấn Sang Long Cơ để ủng hộ cho ba của Ngọc nha. Ngọc đã để chữ ở dưới rồi đó. Cảm ơn mọi người nhiều luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ không chần chờ gì nữa, bắt đầu ngay và luôn vào video nào. Let's go. Trong vòng 1 phút thì chúng ta sẽ đến với bức tranh trong vòng 10 phút. Bức tranh này đã có nhiều thời gian hơn nên Ngọng sẽ cố gắng cải thiện bức tranh hơn. Cảm ơn mọi người nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào xem coi là bức tranh trong vòng 10 phút nó sẽ như thế nào nha. Hai cái bức tranh gọi là một bức tranh 1 phút và một bức tranh 10 phút thì chúng ta sẽ đến với bức tranh trong vòng 1 tiếng, là bức tranh có nhiều thời gian nhất luôn nè. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào xem coi là cô dâu ma sau khi gọi là qua cái nét cười bán thật của Ngỗng nó sẽ như thế nào nha.
Ok mọi người, thì video ngỗng này cũng đã dài rồi. Video này hay là cho ngỗng một like, một share, một đăng ký, cũng quên ấn kênh chung bên cạnh để mà lần ngỗng có về đúng không nhà. Và cũng đừng quên qua kênh Tấn Sang Nông Cơ để ủng hộ cho bà con ngỗng nha. Ngỗng cảm ơn mọi người nhiều luôn. Còn bây giờ thì ngỗng xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.